em bên cạnh các bạn nha. Lúc này mình trả lại xuống tiền của anh Minh Hiền nha bạn. Để lại trả nhân viên Nguyễn Thị Cà Mau. Này bên xuống tiền Minh Hiền mới vừa hoàn thiện xong một cái bộ máy nữa nghe nè. Này thì cua tao 4. Thì cái con máy bấm thì cua tao 4 mà chốt về Đồng Nai nha các bạn. Con máy bấm á. Của ông anh chốt về Đồng Nai rồi. Giờ anh Hiền anh mới vừa hoàn thiện lên một bộ mới nữa. Con này thì mới hết luôn nha các bạn. Con máy vàng cầu mới luôn nghe nè. Còn mới luôn ha. Thì chọn bộ giá đó mình sẽ báo cho video các bạn. Con này mới cũng bấm nha. Con bấm 19 triệu thì nó bán lâu rồi. Con này thì mới hơn. Cầu thì như là mới luôn rồi. Cầu mới tinh luôn ha. Cầu mới luôn. Cua ra 4. Này V1305 là 16. Cái cầu này ke lại. V1305 là 76 ly. Cua ra 4 máy nha anh em. Cầu thì cầu thì nước ngoài ha. Nước ngoài. Cái này thì cầu. Cái đường này thì chỗ này là như là 342 34 nghe nè. 34 42 cái này thì nước không 27 xuân lít của nó là 1.335 lít. Cái tổng số cái này ha. Cua to 4 máy các bạn. 234 mặt lét lên thật quá tối rồi đó. Về trời mưa mà xin tối thôi chứ. Một 4982 luôn. Một 4149 hả? Cấp trước 42 và một 49 ha. Một 49 cái nào này. Một 49 thuốc lắc hôm nay. Dài 4 mét hay vậy? Dài 1m6. Những lúc trên nó 27. Đây nó ngu. Nó ngu dài 2 mét không? Mét mấy à? Mét 8, mét 8 không? Cái tầm đó nó u khoảng cái đó khoảng mét tám rồi đó nó u ha cậu bắn u thì nước ở trên thì ống giống như có 27 ở trên thì anh em có tăng cường thêm mấy cái AJ trên ha AJ trên ba cái bắt kẹp trên nó kẹp theo cái muỗng nước luôn trên ha những được cái đường nước chảy nhiệt thì anh em sẽ làm ở phần này nha các bạn này kè ở phía dưới ha rồi dòng ở đó đánh luôn cái đường dưới luôn ha cái đường nước ra đường ra thì đường dưới còn cái đường nước lên thì trên còn cái đường nước ra thì đâm ra phía dưới đó. Hơi trời mưa hơi ồn khó nghe anh em ơi. Cua tàu 4 rất là đẹp ha. Toàn bộ con này mình sẽ báo trên video nghe nè. Cái cả số báo video này coi à coi nóc cái nước rồi gần cầu này gần cầu mới luôn vậy quân cầu mới ờ quân cầu mới luôn nè cầu mới luôn nè mới cho bỏ hả con này mới luôn ha cầu mới luôn á cầu mới luôn nè cầu mới trong trong ha. À, còn nhiêu là mới hết tiền dạng mới hết đây có hơi bị mặt mặt nhạc cua tao bốn mặt nhạc có công không đề chỗ này có đề dặn nghe nè thì dặn ôi cáp chết chơi đề nhắn giờ chuyển hệ hả không cái bên chủ tiệm Minh Hiền là đa số anh xài nhắn nhiều nghe nè nghe anh đổi qua dặn ha cái đa số bên này là anh xài đầu nhắn vô chạy cái guta thì nó sẽ liền qua đây nghe nè cái bọc nhất cái lực nhất nó nằm ở đây còn có mấy cái ba tay bụng nó nằm phía sau nó về guta thì nằm đây ha để đấu với liền với cái khóa đệ nó thì đẹp đúng rồi đấu liền với khóa đệ với lực nhất thì nó đẹp ha bút mua liền luôn nghe nè bút mua liền thì còn 4 lần 76 4 máy tiền cầu dài 3m6 này nè, 3m6 mới u, 3m8, 1.49 cốt lắp 22. Chào. Bao bọc hết luôn, bao bánh chén và bạc cạn rồi bao hết, rất đẹp. Có chứng dịch luôn nghe em ơi, có chứng dịch luôn ha. Rồi, có chứng dịch phía sau. Chuyên dịch luôn nghe nè đủ chân ha đội bộ thì có chuyên dịch sẵn luôn ha đó, con dịch luôn cốt lắp 22 nha các bạn cốt lắp lớn nè bọc từ 149 đường nước giải nhiệt ở trên thì bằng ống 27 lớn luôn các bạn đây 27 đó, 27 lớn luôn thì mình dễ giải nhiệt tốt hơn
nó máy lớn thì anh sẽ làm cái ống giải nhiệt ở trên mẫu 27 nha các bạn. Còn máy 3T thì mình sẽ làm ống nhỏ hơn 21. Còn máy máy lớn thì máy 4 là đa số thì là anh làm máy ống trên là ống 27 mà. Lớn ha, có chuyên nghiệp luôn. Rồi đây vô mấy bên ấy. Cứ đợi thử ngày này nha các bạn. Kêu cho Bình luôn mới ghê. Đây đang câu Bình vô nha các bạn. Cua ta 4076 V1305. Các bạn thích bọc vậy. Đây đang câu Bình vô nha. Còn 76, 4 máy. Cua thì còn mới nha nè. Cua thì còn nóc mới nha. Còn bộ luôn. Còn thì mới 100% luôn. Còn mới. Còn bộ. Cua ta 4 là 76 nha. Cua 1305 nha. Lắp thì một lắp dày nha các bạn, lắp bung chính nha. Này lắp dày. Con này thì nói chung là xác nó nhỏ các bạn. Em đặt mấy cái vỏ mà khoảng tầm 8m4, 8m3 vậy được nha. Nói chung là xác chúng ta thì nó rất là nhỏ, nó gọn. Nhỏ hơn 4 tỷ rất là nhiều. Nên mình đặt vô mấy cái vỏ mà 8m4, 8m3 vẫn được. Lá 0m3 là mình chạy vô tư ha. 8m3 là chạy được. Có mấy con này là chạy chắc nó rất là nhẹ. Cầu dày nha các bạn, cầu dày. Lắp 49 nè mày, lắp 49 nè, cũng lắp nè, 2 lắp vậy. Đường nước ở trên thì anh đi đường nước, anh cái dòng này đường nước ngoài nha, nó 27 lớn luôn, chuyên làm vậy luôn, mà vậy. Lắp 49 nha bạn, 49, thẳng ngu, dạ, thẳng 8. Bộ em này thì mình sẽ báo trên giá trên video nha Nam ơi, có gì thì em liên hệ ha. Con cua tao 4 lòng 76 4 máy V1305. Còn tàu 4 mới luôn nha Nam ơi, còn mới chọn bộ ha. Còn cua mới chậm chậm luôn. Nên còn thì liên hệ con này. Cua tao 4 mặt nhận lòng 76 V1305 4 máy. Còn mới nha Nam, cua thì còn mới ha. Cái này thì có làm cái chỗ máy cho này, chỗ máy anh em nè. Có làm cái lại nha. Em khi nào mà anh em chở máy đó thì có chở máy thì anh chở này, nó không có dính dính qua lại ha. Còn bộ mới hết, quá đẹp. Rồi anh em cần thì liên hệ nha các bạn. Mình kết thúc rồi đây ha.